ngày hôm nay lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của COVAX Facility sẽ về Việt Nam. Dự kiến lô vaccine này gồm khoảng 811.200 liều và sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bảo quản để Bộ Y tế điều phối, phân bổ cho các địa phương. Như vậy, số lượng vaccine lần này ít hơn dự kiến do thiếu nguồn cung. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ nhận được 60 triệu liều vaccine AstraZeneca, trong đó 30 triệu liều đến từ COVAX, 30 triệu liều đặt mua. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã khẳng định về lâu dài, người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, và từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 4, Hải Dương chính thức hết giãn cách xã hội và trở lại trạng thái bình thường mới. Và ngay bây giờ thì phóng viên Vân Giang đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Vâng, xin chào trường quay, chào quý vị khán giả. Một thông tin rất vui đối với người dân tỉnh Hải Dương, đấy là bắt đầu từ ngày hôm nay thì tỉnh Hải Dương thì sẽ hết lệnh giãn cách xã hội và chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường mới. Tuy nhiên thì một số các dịch vụ, các hoạt động như quán bar, karaoke, vũ trường hay là các cái quán massage, các cái dịch vụ như xem phim, chơi game thì sẽ tiếp tục dừng hoạt động cho tới ngày 15 tháng 4. Các quán bia vỉa hè thì cũng chưa được hoạt động trong thời điểm này. Riêng thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành thì sẽ tiếp tục áp dụng thêm một số các biện pháp phòng chống dịch. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thì học sinh của tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì sẽ đến trường và áp dụng các cái biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Chuyển sang các thông tin khác, từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới và sẽ sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. So với mẫu thẻ hiện hành, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới có nhiều thay đổi, tiện lợi hơn cho cơ quan quản lý cũng như người sử dụng. Việc thay đổi mẫu thẻ cũng giúp các cơ sở khám chữa bệnh dễ dàng quản lý hồ sơ, theo dõi tiền sử bệnh, quá trình sử dụng thuốc của bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những người đang sử dụng thẻ cũ còn hạn vẫn tiếp tục sử dụng thẻ như bình thường. Chuyển sang một số thông tin liên quan tới COVID-19. Thưa quý vị, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết đã có gần 50.000 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Liên quan đến vấn đề hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế đang lên phương án nghiên cứu, trước hết là phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Bộ cũng đang chuẩn bị các kịch bản cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Đến thời điểm này, Việt Nam có số ca mắc là 2.603, số ca khỏi bệnh là 2.359 và số ca tử vong là 35.